mà đang rất ông chú phim hành động của màn ảnh xứ Hàn với những vai diễn ông trùm siêu ngầu. Với những cảnh đánh đấm mãn nhãn cùng với những khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh đã đẩy được cảm xúc của người xem lên được đỉnh điểm. Mặc dù là một tay ngang lớn sân sang nghệ thuật, nhưng Madam Shot là một anh chàng cơ bắp khiến ai cũng phải ngán khi cầm trong tay một danh sách những vai diễn vô cùng đặc sắc. Sau đây là những vai diễn đã làm nên tên tuổi của ông trùm Madam Shot. Kẻ sát nhân, chuyện chàng cơ bắp, găng tơ tái xuất, chó săn, với sự tham gia của Madam Shot, những pha hành động gây cấn xen lẫn cảnh hài hước đem lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Với khả năng diễn xuất chuyên nghiệp cùng những cú đấm huyền thoại mà Madam Shot trở thành ngôi sao phim hành động luôn được săn đón. Sau bom tấn Train to Busan cùng với Gong Yoo, nam diễn viên cơ bắp Madam Shot trở nên nổi tiếng rộng rãi không kém, ngày càng được chú ý hơn và trở thành một trong những cái tên bảo chứng phòng vé hàng đầu của xứ sở kim chi. Thực tế, đối với những khán giả có sự quan tâm đến nền phim ảnh Hàn Quốc thì Madam Shot hoàn toàn không phải là gương mặt xa lạ. Hành trình đến với điện ảnh của Madam Shot. Madam Shot sinh năm 1971 là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở Hàn Quốc và đã đóng hàng loạt bom tấn như Chuyến tàu sinh tử, Trùm, Cớm và Ác quỷ, The Outlaws, Biệt đội bất hảo và một số phim hài như Trẻ trâu khởi nghiệp. Anh theo học tại trường Đại học Bang Columbia ngành giáo dục y tế và thể chất. Trước khi bước vào sự nghiệp diễn xuất, anh từng là huấn luyện viên cho hai võ sĩ MMA danh tiếng là Mike Coleman và Kevin Rodman. Điều này giải thích lý do anh luôn được ưu ái cho những vai diễn thiên về hành động, sở hữu kỹ năng võ thuật xuất sắc. Nam diễn viên gia nhập vào làng giải trí từ năm 2005 khi đã ngoài 30 tuổi. Phần lớn các vai diễn mà Madam Shot đảm nhận đều là vai phụ trong các bộ phim ăn khách như Người hàng xóm bí ẩn, Đại dịch cúm hay Chuyến tàu sinh tử. Suốt 8 năm đầu, anh chật vật với những vai phụ mờ nhạt ở cả lĩnh vực phim điện ảnh lẫn truyền hình, hầu hết đều không gây được ấn tượng trong mắt người xem. Nhưng sự cố gắng không ngừng nghỉ của anh cuối cùng cũng đem lại quả ngọt. Nam diễn viên đã tạo được điểm nhấn qua vai diễn An Hyun-moo, một kẻ cho vay nặng lãi trong phim Người hàng xóm bí ẩn. Cho đến tận bây giờ, Người hàng xóm bí ẩn, The Neighbor, vẫn được cho là bộ phim kinh dị trinh thám đáng xem nhất của màn ảnh Hàn dù đã ra mắt được 8 năm. An Hyun-moo là một kẻ đã từng ngồi tù, thường tỏ ra cáu gắt trước cách đổ xe của người hàng xóm đầy bí ẩn. Vai diễn này đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực vì khả năng diễn xuất của anh thậm chí đã khiến nhiều người phải ám ảnh khi vào bãi đổ xe. Năm 2013, Madam Shot tham gia vào Norige với vai chính cùng hai diễn viên Min Ji Hyun và Lee Dong A. Bộ phim đã mô tả những góc tối của điện ảnh xứ Hàn và vấn nạn lạm dụng tình dục. Sau đó, anh liên tục góp mặt vào nhiều bộ phim như Mr. Go, vai diễn cuộc đời, Roleplay, Kế hoạch báo thù, The Five, Murderer. Đến năm 2016, Madam Shot đã gây ấn tượng mạnh khi vào vai diễn San Hwan trong bộ phim đình đám Chuyến tàu sinh tử, Train to Busan, cùng tài tử Gong Yoo. Là nhân vật phụ, San Hwan là một người hành khách đi cùng vợ mình trên chuyến tàu sinh tử đến Busan. Khi nạn zombie xuất hiện trên tàu, người xem hẳn đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh người chồng San Hwan chấp nhận hy sinh bản thân mình, lao vào đám zombie để cho vợ cùng đứa con chưa kịp ra đời có thời gian thoát thân. Vẫn là Madam Shot với thân hình cơ bắp và tài năng võ thuật điêu luyện, nhưng lần này anh đã đem đến cho mọi người một vai diễn khác biệt, một ấn tượng sâu sắc hơn cả. Sau vai diễn này, tên tuổi của anh đã có một bước tiến triển và được săn đón nồng nhiệt. Nối tiếp thành công ấy, năm 2017, Madam Shot đã vào vai chính trong tác phẩm điện ảnh tội phạm The Outlaws. Bộ phim đã tiếp tục khẳng định tên tuổi của nam diễn viên này. The Outlaws có thể xem là một hiện tượng khi nó đã lội ngược dòng ngoạn mục để dẫn đầu phòng vé nhiều tuần liền. Đây hẳn là điều mà chưa ai ngờ tới khi nó đang đụng độ với đối thủ là The Foreigners. Dù bị giới hạn độ tuổi nhưng phim vẫn thu hút được hàng triệu khán giả đến xem nhờ sự góp mặt của Madam Shot. Nhờ vậy mà phim nghiễm nhiên trở thành bộ phim 18 cộng ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc và đứng thứ 3 trong danh sách phim Hàn Quốc từng bước ra thế giới. Chỉ xếp sau Điệp vụ kép, Inside Man và Bạn cũ thù mới, Friend. Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên cũng xác nhận góp mặt trong phim bom tấn The Internals cùng những cái tên đình đám Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Richard Madden. Mới đây nhất, anh đã góp mặt trong Trẻ trâu khởi nghiệp cùng Park Jun Min và Jun Hae In. Tưởng rằng trường đời sẽ dễ thở hơn trường học nên Tech In, Park Jun Min thủ vai và San Bill, Jun Hae In thủ vai quyết định nghỉ học để vào đời làm ăn. Trong khi Tech In làm shipper cho tiệm mì của đầu bếp Go-seok, Madam Shot thủ vai, thì San Bill lại đi theo bọn cho vay nặng lãi. Những câu chuyện dở khóc dở cười cứ thế mà xảy ra với đôi bạn thân này, nhưng phải nhờ những biến cố đó mà cả San Bill và Tech In mới lĩnh hội và thấu suốt được thế giới bên ngoài, những thứ mà trường học và sách vở không thể dạy chúng ta được.
Từ những vai phụ mờ nhạt mà Dong Seok giờ đây đã được mệnh danh là ngôi sao bảo chứng phòng vé hàng đầu Hàn Quốc khi những bộ phim có anh tham gia đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khán giả. Bên cạnh mảng điện ảnh, anh còn góp mặt trong các phim truyền hình, có thể kể đến như Robber năm 2008, Bad Guys năm 2014, SWAT 38 năm 2016. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ đó mà Ma Dong Seok đã nhận được vô số lời khen và giải thưởng lớn. Những giải thưởng và ảnh hưởng xã hội của chú béo tới cộng đồng. Vào năm 2019, Ma Dong Seok cũng danh dự đảm nhận vai trò cảnh sát danh dự của cơ quan cảnh sát quốc gia nhằm quảng bá cho đơn vị và tham gia các hoạt động tuyên truyền nhận thức về nhiều vấn đề khác nhau. Anh cũng được vinh danh tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Baekhyun, được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Aban Star Awards lần thứ 5 và Bill Film Awards lần thứ 25. Nam diễn viên còn được đề cử cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim The Outlaws. Ngoài ra, anh đã thắng giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại 3 giải thưởng điện ảnh danh giá là Rồng Xanh, Baekhyun và Kofra. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ từ những ngày đầu bước chân vào làng điện ảnh, Ma Dong Seok đã chứng minh được tài năng của mình và một vị trí không hề nhỏ trong làng diễn xuất. Từ một huấn luyện viên đến những vai phụ nhỏ, rồi đến vai chính là một con đường không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi ở con người ta sự kiên trì và nghị lực, và anh đã làm được điều đó và đang ngày càng nâng cao vị thế của mình. Ma Dong Seok là minh chứng cho việc không cần đến những vai chính vẫn có thể trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu xứ Hàn. Những pha hành động đầy kịch tính và mạo hiểm của anh là một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của người xem truyền hình. Bởi vậy mới nói, có công mài sắt ắt sẽ có ngày nên kim. Vào năm 2019, Ma Dong Seok gây bất ngờ khi tuyên bố mình hẹn hò cùng với nữ diễn viên Jae Jung Hwa vào tháng 11 năm 2016. Hai người tuy cách nhau tới 17 tuổi nhưng đã đến với nhau bằng những niềm đam mê chung như là tập gym, tập thể dục và học tiếng Anh. Và hai người đã quen biết nhau khi làm việc trong cùng một công ty quản lý. Tuyên bố về đời tư gây sốc của nam diễn viên. Jae Jung Hwa rất nổi tiếng trên mạng xã hội không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á với vai trò là diễn viên, người mẫu ảnh và giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ. Cô từng gây sốt với ngoại hình nóng bỏng cùng những bức ảnh đẹp mắt. Cô còn được mệnh danh là người sở hữu thân hình đẹp nhất châu Á. Được xem là mối tình bố con nhưng cả Ma Dong Seok và Jae Jung Hwa đều nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ nhờ sự tương tác ăn ý và những hành động đáng yêu. Tưởng rằng tình yêu sẽ không bền nhưng vào ngày 23 tháng 5, anh dự liên hoan phim Cannes năm 2019 và thông báo về kế hoạch kết hôn của mình. Tôi thật ra muốn cưới năm nay nhưng đành phải chuyển sang năm sau vì lịch trình bận rộn. Người hâm mộ lẫn đạo diễn Kim Jong-hwa đều mong anh và Jae Jung-hwa sớm về chung một nhà vì năm nay tài tử cũng đã 48 tuổi. Anh còn nói rằng đạo diễn Kim Jong-hwa bảo tôi nên cưới vợ càng sớm càng tốt nếu muốn có con. Còn chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và đón xem những tác phẩm tiếp theo của Ma Dong Seok nhé. Không cần được đóng chính, chỉ cần những vai phụ, nhưng Ma Dong Seok cũng đã đủ chiếm được sự yêu mến của khán giả và trở thành một trong những ngôi sao quyền lực nhất của làng giải trí xứ Hàn. Từ một diễn viên chuyên trị vai phụ đến ngôi sao hàng đầu bảo chứng phòng vé của Hàn Quốc, Ma Dong Seok chính là minh chứng điển hình cho câu nói có công mài sắt, có ngày nên kim. Và hy vọng rằng trong thời gian tới, người hâm mộ sẽ có được dịp thưởng thức thêm những màn trình diễn vô cùng xuất sắc của nam diễn viên hơn. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm video mới nhé!